Xin chào mừng đầu bếp Đặng Hằng lại quay trở lại với Cà Phê Sáng. Hôm nay chị sẽ mang tới món ăn gì hay những món ăn gì? Hôm nay bảo hỏi những món ăn luôn bởi vì nhìn thấy nhiều đồ quá đúng không? Đúng ạ. Thực ra thì hôm nay thì mình cũng có mang đến một mâm cỗ có nghĩa là bày cho lễ Vu Lan thôi. Nhưng mà món ăn thì sẽ hướng dẫn một món thôi. Đấy chính là cái súp bí đỏ hạt sen. Nghe đã rất là thanh tịnh rồi đúng không ạ? Và rất là hợp với cái mùa lễ Vu Lan này. Sau đó là chúng ta còn dễ dàng thực hiện ở nhà nữa. Đặc biệt rằng là ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần nguyên liệu khá là dễ tìm nhưng mà lại rất là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là ở đây mình có sử dụng này, bí này, hạt sen này. Bí và hạt sen thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Và ở đây thì ví dụ như là hạt sen này thì sẽ giúp chúng ta giảm stress này. Đấy, nghe đến stress là đã thấy muốn ăn rồi đúng không? Và ngoài ra nữa thì ví dụ như là nghe nói là bảo là ví dụ như là có súp thì phải có topping nữa đúng không? Đúng rồi, ăn súp không thì nó cũng hơi buồn đúng không? Rồi bây giờ thì topping của mình như hôm nay topping chay nhá. Rồi, ok chưa? Mình sẽ sử dụng một chút dầu ăn này. Ngoài ra nữa thì mình sẽ sử dụng đấy chính là một xíu tỏi để cho cái phần súp của mình nó sẽ dậy mùi thơm. Mình sẽ cho một xíu hành lá. Có nhiều bạn không thích ăn hành lá thì không cho cũng được, không vấn đề gì. Mình sẽ làm thơm cái phần hành và tỏi này lên. Ngoài ra nữa mình sẽ có sử dụng thêm cái nấm. Ở đây là mình sử dụng nấm bào ngư. Và mình sẽ xào cái phần nấm này lên nhá. Đấy, chay tịnh thôi, mà chúng ta sử dụng cái phần này hoàn toàn chay tịnh. Nhưng mà cái phần súp này sẽ rất là ngon bởi vì nó sẽ hòa quyện bởi cái vị bùi và ngậy của hạt sen cùng với cả là bí. Mọi người thực hiện ở nhà thì rất là nhanh. Ở đây thì do là ở trên trường quay nên mình đã chuẩn bị sẵn những cái phần như bí và hạt sen này rồi. Phần bí và hạt sen này thì mọi người sẽ phải hấp chín lên, sau đó là nghiền nó ra để là mình sẽ có cái phần nhuyễn như vậy. Thế thì hấp cỡ bao lâu hả chị Hằng? Tại vì là do là cái phụ thuộc vào cái phần hơi đảm đang của mọi người nha. Tại vì sao? Vì là nhiều khi mọi người không biết sắt bí, mọi người sắt to một chút thì phải hấp lâu. Miễn sao là mình kiểm tra cái bí của mình nó sẽ mềm ra, chúng ta có thể xay được. Còn hạt sen thì cũng phụ thuộc vào cái phần hạt sen. Các bạn mua hạt sen Huế hay là hạt sen Đà Nẵng, hạt sen Hội An nó cũng sẽ có cái độ tơi bở khác nhau. Vì thế nên là chúng ta sẽ kiểm tra hạt sen và bí miễn sao là nó mềm ra là được. Đấy. Tối thiểu là khoảng bao nhiêu phút nếu mà tối thiểu thì ít nhất là các bạn phải hấp khoảng tầm 20 phút. Đấy thì thế nên là mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà thì mọi người, mà cái phần này nó dễ lắm. Đúng ạ. Ví dụ như là cái đun nó nhừ ra. Thế nếu mà nhừ quá thì có còn sao? Nhừ quá thì chúng ta đỡ phải xay lâu. Không có vấn đề gì. Xay lâu thế thôi. Và ở đây thì chúng ta cũng sử dụng một số những gia vị quen thuộc ở trong bếp, đấy chính là một chút mắm này. Cái mắm này thì mình cho khoảng 2-3 thìa. Nhưng mà có những bạn ăn đậm hay có những bạn ăn nhạt. Nhưng mà theo mình thì ở đây mình đang sử dụng món chay, nhưng mình sẽ sử dụng một ít thôi, ít gia vị. Ăn nhạt thì luôn luôn tốt cho sức khỏe. Một xíu hạt nêm này. Mình sẽ cho cái phần lửa nhỏ một chút. Khi mà cái nấm này của mình đã chín rồi thì mình sẽ có thêm nữa. Đấy chính là đậu phụ. Đấy, cái phần đậu phụ này món ăn đúng không? Rất là đặc trưng của đồ chay. Đúng rồi, rất là đặc trưng của đồ chay. Cái đậu phụ này thì mọi người biết rồi, đậu thì rất là mềm. Khi mà cho vào thì mọi người nhớ là đảo nhẹ tay thôi. Mạnh bạo như bảo là thôi là nát hết đậu luôn. Thưởng thức thôi. Đấy, rồi sau khi mà mình cho đậu vào mình đảo một xíu thôi là mình đã có phần hạt sen và bí ở đây đã sẽ nghiền. Nhưng mà có một điều đặc biệt nữa là ở đây mình sẽ sử dụng nước. Đấy chính là nước mà lúc mà mình luộc hạt sen ấy. Bởi vì hạt sen thì mọi người là cái màu rất là khác đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Hơi vàng vàng một chút. Tức là cái nước này nó sẽ có một cái vị ngọt tự nhiên đúng không ạ? Sẽ có vị ngọt tự nhiên để mình nấu súp ấy. Vì vậy nên là cái phần súp của mình khi mà ăn nó sẽ được ngọt từ những cái vị củ quả. Nó rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho phần hạt sen này. Cho hạt sen vào trước. Cho hạt sen vào trước này. Rồi mình sẽ cho bí vào ha. Có thế là cũng không khó lắm đâu. Cái này món này cuối tuần là mọi người thực hiện là rất là dễ. Trong mà khoảng 40 phút là xong. Đúng rồi. Cả hấp cả chế biến ấy, cái quan trọng nhất là cái mình hấp, sau đó là mình cũng không phải canh gì cả, mình cứ để đấy mình hẹn giờ thôi. Sau đấy thì mình cái phần mà có hết phần nguyên liệu này rồi thì mình chỉ việc cho vào mình nấu, mình khuấy đều. Này mà cho người cao tuổi
với cả dạ, vâng. trẻ con ăn đúng không? Đúng cái này dễ thì... ngủ, bổ dưỡng sức khỏe. Đúng rồi, nhiều vitamin lại còn giảm stress, còn tốt cho xương khớp nữa. Nói chung là cái món ăn này khá là healthy và vì thế nên là mình sẽ lựa chọn một cái phần nguyên liệu là nó rất rất là dễ kiếm này, ngoài ra dễ ăn và mình cũng sẽ nấu nó hơi nhạt một chút. Ngoài ra nữa thì mình sẽ có sử dụng thêm cái phần nước cốt dừa, nếu như bạn nào mà không thích nước cốt dừa thì có thể không cho, nhưng mà nước cốt dừa mà khi kết hợp với cả hạt sen hay là bí thì nó sẽ dậy lên mùi rất là thơm. Đó. Mình sẽ cho cái phần muốn giảm cân triệt để thì tốt nhất là bỏ cái phần nước cốt dừa đi đúng không? Đúng rồi. Dạ, vâng ạ. Như vậy là cũng hòm hòm xong rồi. Đúng rồi. Và đây tôi thấy là đầu bếp Đặng Hằng đã có ngay một cái phần trình bày rất là đẹp. Đúng rồi. Đỗ chay để cực kỳ là hấp dẫn luôn. Tức là khi mà mình nấu xong thì đây sẽ là thành quả nó rất là sệt. Đúng rồi. Nó mình sau khi mà mình nấu xong thì mình sẽ đun nhỏ lửa một xíu để cho cái thành phần nó quyện lại với nhau và chúng ta sẽ có hai bát thành phẩm ở đây nha. Dạ. Hai bát thành phẩm này thì là nếu mình nấu tới cái độ sệt như thế này coi như là chúng ta đã thành công. Đúng rồi. Nếu mà lỏng quá thì chúng ta lại đi nghiền thêm bí với cả là hạt sen cho thêm vào. Ở đây thì em cũng thấy là một cái mâm chị đã bày một mâm cỗ rất là bắt mắt. Mà ở miền Nam thì chắc chắn là em không có bày theo kiểu này. Nên là em rất là muốn chị giới thiệu cho em. Ở miền Nam thì khác như thế nào? Khác cho anh như là xôi cốm là làm gì có nhiều ở miền Nam này đúng không? Cốm là đặc trưng của miền Bắc còn gì nữa. Okay. Rồi bánh cốm này cũng là của miền Bắc đúng không? Ừ. Đó thì những cái này là ở miền Nam em không có. Đúng rồi. Tại vì là cái thời điểm này thì chính là cái thời điểm mà lễ Vu Lan mọi người biết rồi đấy, trong năm thì có một cái ngày lễ Vu Lan. Đấy chính là ngày lễ mà để chúng ta có thể báo hiếu bố mẹ, ông bà. Và cái ngày lễ này thì thực sự là mình nghĩ rằng là không phải chỉ đến mùa lễ Vu Lan thì chúng ta mới phải báo hiếu. Nhưng mà sau một năm có nghĩa là chúng ta cũng đã tất tả ngoài kia. Nó là một cái dịp để đúng chúng ta cùng thì nên chúng ta sẽ có một cái dịp vào chúng ta chọn thời điểm đúng để ạ. Chúng ta thể hiện được cái tấm lòng đối với người thân, gia đình và mọi người. Thế nên là ở đây thì mọi người thấy rằng cái mâm cỗ Vu Lan này nó khá là mang đến cái nhiều cái ý nghĩa. Ví dụ như là từ mùi thơm mang đến cho mình cái cảm giác thư thả đúng. Và thảnh thơi hơn rất là nhiều. Và cốm mọi người thấy rằng là mình không biết là mọi người nghĩ như thế nào nhưng mà thực sự là mình rất rất yêu mùa thu Hà Nội. Bởi vì khi mà đến mùa thu Hà Nội thì mình sẽ nghĩ ngay đến cốm, giống như là Ngân nói rằng là ở trong miền Nam thì không có cốm đúng không? Đúng, thực sự là Hà Nội có một cái niềm đặc trưng rất là riêng và khi mà nhìn cái mâm cỗ này đã thấy mùa thu đến rồi. Và ở đây thì mình có một bát chè nữa, đấy chính là chè hạt sen long nhãn. Cũng là món ăn cực kỳ là được yêu thích trong cái thời điểm này. Mọi người cực kỳ thích cái món chè hạt sen long nhãn này bởi vì nó thanh mát này. Tôi thấy có cả cái bánh trung thu được thiết kế rất là đẹp mắt như thế này nữa. Và một mâm cỗ này và đặc biệt là món chè bí đỏ hạt sen chính là gợi ý của đầu bếp Đặng Hằng đến với quý vị khán giả, đặc biệt là trong dịp lễ Vu Lan này. Cảm ơn chị với những gợi ý rất là đẹp mắt và chắc chắn là cũng rất là ngon miệng nữa.